Hello, chào các em nha. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube chuyên bàn hàng nội địa và âm thanh bãi của Nhựt Audio. Trong video hôm nay Nhựt sẽ mang đến cho anh em mà một cục đẩy hàng nồi của Mỹ đến từ thương hiệu của QSC Audio. Và con này sẽ có tên model là 1400. Đây là một cục đẩy ở phân khúc giá bình dân thôi mà. Nhưng mà cấu hình của nó phải rất là khủng. Cục bến nội thất ở bên trong của nó phải nói là rất là hầm hố cho anh em. Anh em chiến với cặp loa 4 tấc thì con này đánh bung âm nó rất là hay, tuyệt vời. Karaoke anh em kết thêm một cái vang vào hát và nó là best về nhà nha anh em. Đây mà anh em cùng xem qua luôn về không số cấu hình của dòng sản phẩm này. Đây, đầu tiên chúng ta sẽ đến ngay với tem nhãn dòng sản phẩm này. Đây, con này sẽ có tên model là 1400 nha anh em. Con này thì nó sẽ có hai mức trở kháng khác nhau nha anh em, 4 ohm và 8 ohm. Công suất ở trở kháng 8 ohm là 200W ở mỗi channel, tổng công suất là 400W. Còn khi anh em mà chơi 4 ohm thì tổng công suất của nó là tận 600W nha anh em. Con này là điện 100V, hàng chính hãng là made in USA nha anh em. Đây, sản phẩm mình sẽ trang bị cho hệ thống là 4 chập loa nha anh em. Còn bên đây sản phẩm mình sẽ trang bị cho là 2 volume. Còn bên dưới là cái cổng mà anh em chấm chắc tín hiệu nghe nhạc. Anh em phải mà chơi qua jack 6 ly và anh em chơi qua jack Canon đều được cho anh em. Và nếu anh em mua thì mình tặng luôn cho anh em cái jack chuyển từ 6 ly này ra bông sen để cho anh em phải mà kết nối với TV, điện thoại, đồ đĩa CD của anh em. Và đặc biệt là giá như thế là cho anh em con này vẫn là cực kỳ ngon nha anh em. Chỉ với 7 triệu đồng. Và nếu anh em mua, anh em hãy liên hệ trực tiếp với Nhật qua số điện thoại hoặc qua Zalo để được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Và điểm đặc biệt làm nên cấu hình con này là nó trang bị chúng ta tổng cộng là 16 con sò sắt nha anh em. Đây, tổng cộng là 16 con sò sắt Toshiba chữ đỏ. Đây là dòng sò mà được sử dụng trên rất là nhiều dòng sản phẩm cao cấp cho anh em. Những dòng sản phẩm mà huyền thoại của Pioneer và của Denon thì sử dụng những cái con sò Toshiba chữ đỏ này rất là nhiều các anh em à. Và thôi không dài dòng nữa, mình vào ngay bài test âm của QSC model 1400 mời anh em. À, hiện tại mình đã kết nối cả dây loa và cả dây AV của sản phẩm. Đây, anh em mua mình tặng cho anh em hai cái đầu cắt chuyển từ 6 ly ra bung sen. Đây bọn anh em không thưởng thức. Đây mình sẽ test từng loa. Anh đưa em cuối nào. Gió đầu ngon, gió đỏ đầu là về miền xuôi, anh đưa em nước lớn nước dòng để em qua suối thăm chồng. Do về miền xuôi qua bốn vịnh năm cõi đón đưa ngược xuôi. Trên đường em đi đường đỡ hoa cắm luống cày, trên đường em đi đường đỡ hoa cắm chiến trường. Đây là chất âm của cục đẩy này. Tiếng được đánh ra nghe phải nói là rất là bùng nổ, nhưng mà nghe phải nói là rất là sảng khoái. Anh em chơi những cái bản nhạc mà có tiết tấu nhanh là những bản nhạc mà cần một cái sức mạnh và lực đẩy cao thì con này đều phải đáp ứng được đầy đủ cái nhu cầu của anh em. Và đặc biệt là anh em karaoke với dòng này thì anh em sẽ cảm thấy rất là sướng, bởi vì cái độ bung âm của 16 con sò sắt Toshiba chỉ đỏ cho ra. Rồi anh em thấy sao về tổng quan dòng sản phẩm này thì hãy để lại một bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn anh em đã dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhựt Audio. Nếu thấy video hữu ích thì anh em hãy đăng ký kênh để ủng hộ Nhựt Audio nhé. Xin chào và hẹn anh em trong những video lần tới. Bye. Anh em có thể vào trang facebook.com/Nhựt Audio để tìm thêm và nhiều sản phẩm mới nhất nhé.